trường trung học cơ sở làm việc tốt, hướng nước nhớ nguồn, luôn được duy trì và nhân lên trong các trường học, góp phần tích cực trong công việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện. Thank you.
2008, một giải nhất, hai giải ba cá nhân chạy việt giã cấp huyện năm 2010. Tại hội khỏe phù đồng lần thứ 3, xã đạt giải nhì toàn đoàn. Đến với hội khỏe phù đồng lần này, đoàn vận động viên xã Xín Chén có 76 vận động viên tham gia thi đấu ở 6 nội dung. Xin chúc đoàn vận động viên xã Xín Chén đạt được kết quả cao nhất trong hội khỏe lần này. Trong đó 6 vận động viên thi đấu ở 6
Chuyển đi lùng xuôi nhá. Đi lùng xuôi nhá. Uh-huh.